chào, rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị và các bạn tại một căn nhà có kích thước là ngang 5 và dài 16m nha các bạn. Và ngôi nhà này có quy mô là một trệt, hai lầu và sân thượng. Đó, và căn nhà này đang được công ty Tiến Phát số 8 xây dựng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mẫu nhà cũng như là cái nội thất bên trong nó sẽ gồm như thế nào. Thì các bạn thấy mặt tiền của ngôi nhà chúng ta nó rất là đơn giản, vì ngôi nhà này sử dụng phong cách là hiện đại tối giản. Còn nội thất bên trong thế nào, chúng ta hãy cùng nhau đi vào và xem cách bố trí nội thất nó có cầu kỳ hay là đơn giản. Đó, và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào xem cái nội thất của ngôi nhà này nhé. Bước vào trong ngôi nhà, đầu tiên hết chúng ta sẽ qua một cái khoảng sân. Do nhà này lớn nên chúng ta phải chừa mật độ xây dựng đó các bạn. Ở mặt tiền ngôi nhà thì cửa chính là chúng ta sử dụng một cái hệ cửa nhôm Sinfa màu trắng rất là đẹp. Đó, đẩy vào ngôi nhà là chúng ta có một phòng khách. Phòng khách rất là rộng do cái bề ngang ngôi nhà của chúng ta được tới 5m lận các bạn. Giữa nhà là chúng ta sử dụng một cầu thang để ngăn cách cái khu vực bếp và khu vực phòng khách. Đó, phần đặt tivi là chúng ta sẽ thiết kế và đặt một hệ nội thất bằng gỗ nha các bạn. Đó, nó đẩy lên cái vẻ sang trọng cho ngôi nhà chúng ta. Và tivi, kệ tủ tivi này nó cũng tích hợp luôn là kệ tủ sách, hoặc là chúng ta có thể thay vào đó là những chai rượu đó các bạn. Đó, như vậy thì ngôi nhà sẽ rất là sang trọng ngay tại phòng khách. Và phía sau lưng cái bộ ghế sofa đó là gì các bạn? Đó là một hệ gương đánh chéo như vậy đó. Nó sẽ làm cho ngôi nhà thêm phần hiện đại. Đồng thời là chúng ta sẽ có những cái kệ để đặt đồ trang trí hoặc là đặt rượu đồ này nọ các bạn. À, gầm thang thì chúng ta có thể tận dụng làm một kho nhỏ, hoặc là chúng ta để trống như vậy để toát lên hết cái vẻ đẹp của ngôi nhà chúng ta. Khu vực bếp thì mình sẽ sử dụng nhiều cái hệ thống kệ tủ gọi là hệ thủ tích hợp và thông minh nha các bạn, để làm cho cái khu vực bếp của mình nó thêm sang trọng hiện đại. Bếp thì cắt theo chữ L, và sau lưng bếp sẽ là một cái toilet riêng để tạo nguyên một không gian lớn để chúng ta có thể để thêm một cái bàn ăn. Trên trần của cái bếp thì có thêm những cái đèn trang trí rất là bắt mắt. Đây là cái toilet nằm ở phía sau nhà của mình nè các bạn. Đó, đầy đủ cái hệ thống thiết bị cơ bản. Và cái lavabo là chúng ta sẽ sử dụng là hệ bằng tủ nha các bạn, để cho thêm phần hiện đại ở cái khu vực toilet này. Và mình cùng nhau đi lên tham quan hai phòng ngủ ở trên lầu 1 và lầu 2. Đó, mỗi lầu của chúng ta là có hai phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tham quan trên đó nhé. Hệ lan can cầu thang á là được sử dụng là hệ kính khung sắt, kính cường lực và tay vịn gỗ căm xe các bạn. Đó, và cái việc thiết kế này là chắc chắn cho các bạn luôn là 100% chúng ta sẽ ra được một ngôi nhà y chang như vậy. Đó, và chúng ta sẽ đi vào phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau là chúng ta sẽ được xử lý bằng một ô giếng trời, đó, để lấy ánh sáng cũng như là lấy gió. Việc bố trí nội thất bên trong cũng làm rất là chỉnh chu. Để như thế nào? Để chúng ta hạn chế được cái phần phát sinh không đáng có. Và có một toilet chung ở trên lầu này nha các bạn. Đó,
Và đây là cái phòng ngủ phía trước. Thì phòng ngủ phía trước là nó sẽ được sáng sủa hơn, mát mẻ hơn do nhà của mình có được một cái ban công. Đó, bên trong phòng là được bố trí nội thất đồ đầy đủ. Đó, để chúng ta hình dung trước được cái ngôi nhà của chúng ta sẽ như thế nào, để mà chúng ta tránh được cái phát sinh không đáng có khi mà chúng ta thi công cũng như là chúng ta đặt cái phần nội thất vào. Đó. Thì cái phần trang trí như là phía sau cái TV các bạn là có một mảng tường trang trí như vậy, thì mình có thể sử dụng là cái giấy dán tường, hoặc trên đầu giường là cũng có cái kiểu mà vệt vân đá các bạn, thì mình có thể sử dụng là tấm nhựa giả vân đá rất là đẹp. Thì mình có thể là sử dụng nó hoặc không sử dụng nó, đó thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chi phí cho mình ha. Và mình sẽ cùng nhau đi lên tầng 2. Thì tầng 2 nó cũng giống như tầng 1, nó cũng bao gồm là hai phòng ngủ, phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Thì mỗi phòng cái gạch lát sàn chúng ta là sử dụng là sàn gỗ hết nha các bạn. Thì để chúng ta đi được êm chân. Đây là cái toilet chung trên mỗi lầu của chúng ta, đầy đủ hết tất cả thiết bị. Và đây là cái phòng ngủ phía trước. Nó cũng giống như cái lầu 1 các bạn. Nó đầy đủ hết tất cả nội thất, đồ này nọ, tủ, giường được bố trí thiết kế rất là thông minh, rất là gọn gàng để chúng ta có thể tối ưu hóa được hết cái không gian làm việc cũng như là sinh sống trong cho toàn thể ngôi nhà của chúng ta. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng thượng. Thì tầng thượng là chúng ta sẽ có sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Chuồng cu ngôi nhà này là mình sẽ đặt ở giữa. Đó. Và cái chuồng cu này là mình sẽ có được một cái phòng thờ. Mình thấy thiết kế rất là chỉnh chu luôn các bạn. Các bạn có cảm thấy cái thiết kế ngôi nhà này như thế nào các bạn? Thì hãy comment phía dưới cho mình để mình biết được và mình có thể chỉnh sửa nhiều hơn về cái thiết kế nhé. Vâng, và clip của chúng ta đến đây là đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi. Thì các bạn hãy nhấn nút like và subscribe để ủng hộ thêm cho kênh mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.